Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái chiếc bikini crop top giống như thế này nha các bạn nhé. Để móc được chiếc áo này thì các bạn sử dụng cái sợi cô tông bóng nha. Sợi cô tông bóng chập đôi. Rồi kim móc là kim móc số 2 nha các bạn. Các bạn móc cho mình 15 mũi móc xích. Rồi các bạn đếm 3 mũi móc xích. Các bạn không đi tại chân móc, mũi móc xích thứ tư các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Rồi các bạn móc cho đến cái đỉnh này các bạn ngừng lại nha, cái mũi ở cái đỉnh nè. Mũi cuối cùng á các bạn ngừng lại nha. Rồi tới cái chân mũi cuối cùng này. Mà các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép, 2 mũi móc xích và 2 mũi móc kép vô trong cái chân mũi này nha các bạn. Nhà đâm vô đây. Một mũi móc kép. Mũi móc kép thứ hai. Rồi 2 mũi móc xích. Tiếp tục. Rồi 2 mũi móc kép. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Rồi. Bắt đầu mình sẽ đi bên phía mé bên đây. Trên cái dây này nè, mỗi chân móc là một mũi móc kép cho đến khi cuối hàng. Đến khi cái mũi móc kép cuối, cái chân mũi móc kép cuối cùng nè, các bạn ngừng lại nha, rồi mình hướng dẫn tiếp. Rồi mình đi hết cái chân mũi móc kép cuối cùng rồi nha. Thì mình sẽ còn cái dây 3 mũi móc xích hồi nãy mình nói là mà lúc đầu mình nói mình bỏ mình không đi đó. Thì ba cái mũi móc xích đó mình tính nó là một mũi móc kép luôn nha các bạn. Thì bên phía mình để mình về nha. Mình để như thế này, đây là mặt phải thì bên đây là bên trái, bên đây là bên trái, bên đây là bên phải. Bên dính cây kim là bên trái nè. Thì các bạn sẽ móc thêm một mũi móc kép cho nó dính vô cái 3 mũi móc xích bên phía bên tay phải nha các bạn. Móc thêm một mũi móc kép vô. Đó. Thì bên phía tay phải nè, mình tính luôn 3 mũi móc xích nè là nó là một mũi móc kép thì mình sẽ được 2 4 6 8 10 12 14. 14 mũi móc kép nha các bạn nha. Bên tay trái nè, 2 4 6 8 10 12 14 luôn. Rồi tiếp tục. Các bạn móc tiếp cho mình 2 mũi móc 3 mũi móc xích.
mình quay qua lại. Thì tại cái chân móc, các bạn mình cứ móc mỗi chân móc là một mũi móc kép. Nhưng thay vì á, mình sẽ đâm kim qua một, khi mình móc mũi móc kép mình sẽ đâm kim qua hai cái này, hai cái này, các bạn thấy cái dây này không? Một dây nè, một dây nè, hai dây nè, để cho chị dễ thấy nè, một dây nè, hai dây nè. Các bạn sẽ đâm, thường thường là mình sẽ đâm kim vô đây, à, đâm kim vô đây luôn mấy các bạn, móc cho mình một mũi kép đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ móc một dây ở đây thôi. Thì cái dây này mình móc ở mặt phải, mặt trái nha các bạn nha. Cái dây này mình móc ở mặt trái hết, hết cái hàng này là mình móc cái dây ở phía mặt trái đó. Khi mình để dây là mặt phải đúng không? Mình để dây là mặt phải nè, thì mình quay qua đây, nghiêng qua thì mình móc cái dây ở bên phía ngón tay trỏ của mình nè. Cái hàng dây phía trong đây là bên phía mặt trái thôi, mặt phải là mình không có móc cái dây. Rồi mình quay qua nè, mình móc mũi móc kép. Các bạn thấy không? Các bạn khi các bạn móc một mé một bên thôi thì nó sẽ nổi lên cái hàng dây như thế này. Nhưng các bạn nổi lên cái dây nè, 1 2 3 4 nè. Còn nếu như các bạn không móc móc hết hai dây thì nó sẽ không có nổi lên cái hàng dây đó nha. Rồi móc tới cái đỉnh các bạn ngừng lại, các bạn nghe mình hướng dẫn tiếp nha. Móc tới cái hàng, cái chân móc mũi móc kép ở trên cái đỉnh nè. Rồi móc hết cái hàng móc kép bên đây ra, các bạn sẽ móc, các bạn sẽ móc vô trong cái ô chính giữa này hai mũi móc xích, hoặc hai mũi móc kép. Hai mũi móc xích và hai mũi móc kép chung vô cái ô này. Rồi tiếp tục các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc kép bên cái tay trái này nè. Nhưng mà mình móc cũng một mé thôi. Móc một mé bên tay bên cái mặt mặt trái, để cho mặt phải nó nổi lên cái gân, cái đường gân sóng gân á. Các bạn thấy mình đâm kim vô một mé nè. Rồi khi em móc hết cái hàng móc kép rồi nha, cái hàng của chân mũi móc kép thì mình sẽ được còn một cái dây ba mũi móc móc xích ở dưới chỗ này nè, dây ba mũi móc xích nè. Thì các bạn cũng móc cho mình một mũi móc kép luôn. Rồi các bạn móc lên cho mình tiếp tục ba mũi móc xích. Rồi quay qua bên lại bên đây, thì bên đây nó là mặt phải nè. Thì mặt phải của mình nó sẽ được hai cái gân như thế này, hai bên. Rồi tiếp tục nha. Ở đây mình sẽ móc cũng cái hàng mũi móc kép luôn, nhưng mà mình móc cái dây ở phía bên đây. Cái dây ở phía mặt trái là cái dây bên đây nha các bạn.
1 2 nè, thì cái dây thứ hai là dây này. Cái dây này nha các bạn nha. Đó, mình móc hết hết hàng luôn. Rồi. 1. Đó, mình dứt qua. Rồi khi mình đi hết cái hàng móc kép bên tay phải đây nè, thì vô mình bắt đầu mình sẽ đi vô trong cái ô này, hai mũi móc kép, hai mũi móc xích và hai mũi móc kép nha các bạn. Rồi. Các bạn móc bên phía bên đây. Cũng mỗi cái chân móc, các bạn móc một cái mé. Rồi móc một mũi móc kép. Các bạn nhớ nha, các bạn nhớ móc, các bạn quên đó, móc một cái mé bên cái mặt trái thôi, còn mặt phải các bạn không móc cái mé đó nha. Để nó nổi lên cái đường sóng gân. Bản thân mình hướng dẫn mình cũng quên nữa đó, nên các bạn chú ý nha. Rồi mũi móc kép cuối cùng thì nó tại cái chân mà ba mũi móc xích đó nha các bạn nhớ nha. Rồi tiếp tục hàng thứ, mình đi được ba hàng rồi nha. Tiếp tục hàng thứ, các bạn móc lên cho đến hàng thứ 6 các bạn ngừng lại, và hàng thứ 7 các bạn đi tới cái chóp này nè, đi tới cái đỉnh đó, các bạn chờ mình hướng dẫn tiếp nha. Thì mình lặp đi lặp lại thôi chứ không có gì hết. Thì tới hàng mình đi tới 1 2 3 thì mình cứ lặp lại hàng thứ 2 và hàng thứ 3 thôi nha các bạn. Móc lên 3 mũi móc xích nè. Rồi quay qua, rồi mình móc một cái mé phía trong thôi. Rồi ở chính tới ở đỉnh đây các bạn móc hai mũi móc kép, hai mũi móc xích và hai mũi móc kép. Thì các bạn móc cho tới cái đỉnh của hàng thứ bảy đi, các bạn ngừng lại, các bạn nghe hướng dẫn nữa nha. Tới hàng thứ bảy các bạn ngừng lại nha. Rồi mình đi đến hết hàng thứ sáu rồi nè. 1 2 3 4 5 6 qua tới hàng thứ 7 nha. Hàng thứ 7 thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Ở hàng thứ 7 này mình sẽ tăng mũi, thì bình thường mình đi mình sẽ không tăng mũi, nhưng mà ở cái hàng thứ 7 này mình sẽ tăng một mũi cho nó đủ mũi. Để lát nữa mình móc cái hoa văn lên cái phần ngực nha các bạn. Thì bên cái dãy bên đây nè, một cái dãy bên đây là 27 mũi móc kép, bên đây 27 mũi móc kép. Thì khi mà đến hết hàng thứ 6 mà mình không tăng mũi thì nó chỉ có 26. Hàng thứ 6 thì nó 24, lên hàng thứ 7 nếu mình không tăng mũi thì nó chỉ có 26 thôi, 26 mũi thôi, nên mình phải tăng thêm mỗi bên đây là một mũi cho được 27 mũi nha các bạn nha. Các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc kép, thì nó cũng y chang như cái hàng trước thôi. Như các bạn móc cho mình 1 2 3 4 5 5 mũi, tổng cộng là 5 mũi, tính luôn cái 3 mũi móc xích này luôn nha. Tổng cộng là 5 mũi. Để mình coi cái bên đây mình tăng như thế nào.
Rồi 5 mũi rồi nha, 2, 4, 5. Rồi mình sẽ tại cái chân mũi thứ 6 này, mình sẽ móc 2 mũi móc kép chung chân. Đây, 2 mũi móc kép chung chân. Rồi mình cứ móc tiếp theo cho đến lên đây, mình cũng tăng mũi rồi xuống đây. Mình sẽ móc qua bên đây và mình sẽ tăng mũi ngay tại cái điểm chỗ này nha. Rồi qua bên phía bên tay tay trái nè. Thì các bạn móc cho đến khi các bạn đếm từ dưới lên đi. 1 2 3 4 5. 5 cái chân móc thì tại cái chân móc thứ 6, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép chung một chân. Tại cái chân móc thứ 6 nha. Tự nhiên lo làm lát nữa cái nó bị mờ. Đó. Rồi tiếp tục mình móc mỗi chân móc là một mũi móc kép cho đến khi hết hàng. Hết hàng thì 5 mũi móc kép còn lại thôi. Rồi khi các bạn móc được hai cái cúp ngực như thế này thì bắt đầu các bạn móc cho mình một cái hàng móc xích, rồi mình lên một cái hàng móc kép như thế này nha các bạn nha. Mình sẽ đi cái mũi thử, mình sẽ tập đi cái mũi này nè, để khi mình đi quen rồi mình sẽ ráp vô áo cho nó dễ nha. Chứ mà để mà mình làm trực tiếp vô trong cái áo á, dù như nhiều bạn mà móc quen rồi thì các bạn nhìn một lần sẽ biết, còn các bạn mà mới tập móc là rất là khó. Làm thì mình làm nhiều trong cái cúp này á, nên sẽ bị ba giãn cái cúp đi. Này mình cũng đã làm nhưng mà làm sai, mình phải thực tập lên cái dây này nha. Rồi các bạn đâm kim vô cái dây cái mũi chân mũi đầu tiên, lấy lên qua, các bạn móc cho mình 6 mũi móc xích, 3 4 5 6. Rồi các bạn đếm cho mình 3 mũi móc, 3 chân móc. 1 2 3. Mình sẽ đâm kim tại chân móc thứ 3 này nha. Các bạn quấn len qua kim 3 vòng. Rồi các bạn sẽ đâm kim tại chân móc thứ 3. Rồi các bạn móc qua đi y như cái mũi móc kép, nhưng các bạn sẽ móc qua 1 lần, 2 lần, 3 lần và 4 lần. Đó. Thì khi mình móc xong cái dây này thì hồi nãy mình quấn len qua ba cái vòng kim đó thì nó sẽ được ba cái dây này nè, 1 nè 2 nè 3, các bạn thấy không, 1 nè đó 2 nè 2 nè 3. Thì cái dây thứ hai này là mình gọi là cái dây chính giữa. Thì lát hồi mình nói cái dây chính giữa là các bạn phải biết là cái dây này nha nha, các bạn nhớ nha. Đó. Rồi. Các bạn móc. Rồi các bạn móc cho mình 2 mũi móc xích. 1 2. Rồi tiếp tục. Ở đây các bạn chú ý nha. Các bạn quấn len qua kim một vòng. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vô cái mũi ở giữa của cái dây xích, của cái dây này, cái mũi giữa này nè. Đó, các bạn đâm kim vô, mục đích làm cho hai cái này nó dính lại với nhau, hai cái mũi này dính lấy nhau để nó thành một cái chữ X. Rồi tiếp tục các bạn quấn len qua kim hai vòng nữa, 1 2. Rồi sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống cái chân móc này. Các bạn xem cách mình để kim nè, chứ mình hoặc không quen là mình lụm cụm cái chỗ này lắm đó nha. Rồi các bạn xoay kim từ trái đâm qua bên phải. Rồi đâm kim lại từ phải qua bên trái. Nên sẽ lú cái kim lên chỗ này nè các bạn. Đó, lú cái kim lên chỗ này nè. Rồi
các bạn sẽ kéo lên qua cái chân móc, và sau đó các bạn sẽ móc 3 vòng lên. 1 2 3 Rồi, đã xong. Rồi mình quấn một vòng lên thứ tư nè, là kết mũi luôn. Đó. Thì mình được một cái dấu ích như thế này mà nó cái mũi hồi nãy mua ở giữa, mục đích là mình làm để cho cái dây này nè nó dính lại với nhau, nó không bị xô lệch nha. Rồi tiếp tục các bạn móc cho mình, quấn lên cho mình 3 quấn vô cái kim. Rồi các bạn đếm 1 2 3, tại chân móc thứ ba các bạn đâm kim xuống, 1 2 3 đâm kim xuống, rồi lấy lên qua cái chân móc. Sau đó các bạn cũng móc cho mình 3 vòng lên, 1 2 3. Rồi tiếp tục tới vòng thứ 4 thì các bạn là kết mũi đó. Rồi bắt đầu mình đi tiếp cái dấu chéo này, các bạn móc cho mình 2 mũi móc xích. Rồi mũi đầu tiên các bạn sẽ quấn lên qua kim một vòng, sau đó các bạn đâm kim vô cái dây chính giữa. Tự nhiên nó mờ, bỏ hai cái cúp này ra nha. Rồi sau đó các bạn sẽ đâm kim vô chính giữa. Chính giữa là 1 2 3. Thì chính giữa là cái này. Rồi các bạn quấn lên qua kim 2 vòng nữa. 1 2. Sau đó các bạn sẽ quay lại tại cái chân móc này nè. Cái chân mũi móc kép này nha. Các bạn sẽ quay kim từ trái qua bên phải, các bạn đâm xuống cái chân móc này. Rồi tiếp tục các bạn sẽ quay kim đâm ngược qua lại bên tay trái. Kim nó tự nhiên nó mở khúc này nha. Các mình làm lại nha. Rồi mình sẽ quay kim từ trái qua bên phải và đâm xuống cái chân móc này. Rồi các bạn sẽ đâm quay kim từ bên tay phải qua bên tay trái thì nó sẽ vô cái lỗ này nè các bạn. Rồi kim nó sẽ đâm lên đây. Đó, nó sẽ đâm lên đây nha. Rồi các bạn sẽ lấy lên qua cái chân móc. Sau đó các bạn sẽ móc 3 vòng. 1 2 3 thì nó y như mũi móc kép vậy đó, nhưng mà mình đi mũi móc kép thì mình đi một vòng thôi, mũi này thì mình đi 3 vòng. Rồi sau đó các bạn mũi thứ tư thì các bạn móc vô kết mũi đây. Đó thì mình được hai cái dấu ích như thế này rồi nha các bạn. Rồi mình lặp lại lần nữa nha, lần thứ ba nha. Rồi các bạn sẽ quấn kim vô lên 3 vòng. Các bạn đếm 1 2 3. 1 2 3. Tại chân móc thứ 3 các bạn. 1 2 3 tại chân móc thứ 3. Nè. Chân móc này là nó móc cái này rồi. 1 2 3 tại chân móc thứ 3. Các bạn móc qua. Rồi 1 2 3. Cái mũi này thì nó dễ hơn cái lúc mà cái mũi chéo qua. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc xích, 2 mũi móc xích. Rồi sau đó các bạn sẽ quấn kim qua, quấn lên qua kim một vòng. Rồi các bạn quấn lên qua kim một vòng nha. Chỉ nó rối các bạn đợi xí. Rồi. Các bạn quấn lên qua kim một vòng. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vô cái mũi chính giữa. Cái dây chính giữa chứ. Cái dây chính giữa là cái dây này nè. Rồi các bạn quấn lên qua kim 2 vòng. Các bạn sẽ xoay kim từ trái qua bên phải, đâm xuống tại cái chân móc này. Đâm xuống nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim ngược lại từ phải qua bên trái và để cái kim lên đây. Rồi các bạn móc, lấy sợi lên, các bạn móc qua cái chân móc vừa rồi. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình 3 vòng. 1
2, 3. Rồi, tới vòng thứ tư đây, kết hàng. Đó. Thì mình được cái dây xích như thế này nha các bạn. Lát nữa vô bài thì cái đằng đây mình nghĩ là móc chừng 4 mũi móc xích hoặc là 5 mũi móc xích ở đằng đầu là được rồi. 1 2 3 4. 4 mũi được rồi. Đó thì mình được cái hàng ít nhìn như thế này nha các bạn nha. Thì các bạn mà coi không kỹ, không hiểu thì các bạn tu lại nha. Tu lại hoặc là các bạn comment cho mình. Comment hoặc là inbox cho mình sẽ hướng dẫn các bạn đi mũi này nha. Thì hồi nãy mình có hướng dẫn các bạn móc cái móc nháp á, móc thử cái ở phía ngoài đó để cho mình quen tay khi mà mình vô cái làm vô cái áo luôn là mình không bị ngỡ tay. Đó thì bây giờ mình sẽ đổi cái lúc mà mình hướng dẫn á là mình hướng dẫn các bạn sợi lên chập cái sợi chỉ chập đôi như thế này thì cho mình dễ thấy nha, cho mình dễ thấy. Thì vô bài thì các bạn lấy cho mình một sợi này thôi, không chập đôi nha các bạn. Rồi. Các bạn sẽ đâm kim vô cái chân móc mà 3 mũi móc xích cái hàng đầu tiên nè. Cái hàng đầu tiên nè. Cái mũi đầu tiên là 3 mũi móc xích đó thành một mũi móc kép đó. Các bạn đâm kim vô. Kiếm hai sợi đi, đâm vô hai sợi nè. Rồi. Lấy lên, lấy chỉ qua. Các bạn làm giống y như hồi nãy mình hướng dẫn nha. Móc lên 6 mũi. Các bạn móc cho mình 6 mũi nha. 6 mũi móc xích, 1 2. Đi lỏng tay không đi chặt tay nha. 3 4 5 6. Rồi các bạn móc cho mình 3 quấn vô cái kim, quấn quấn 3 vòng vô kim. Rồi, đếm 1 2 3 tại chân móc thứ 3. Mình móc y như mũi móc kép mà mình đi qua nè, một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi đó. Cho nó hơi mờ à, để gì rõ nè. Rồi các bạn móc cho mình hai mũi móc xích, quấn kim, quấn lên qua kim một vòng, đâm tại cái dây chính giữa. Rồi quấn kim qua, quấn lên qua kim hai vòng, xoay từ trái qua phải, đâm xuống cái chân móc đầu tiên và đâm, rồi lấy kim lên, đâm từ trái, đâm từ phải qua trái, lấy lên qua chân móc, rồi móc qua ba vòng, một hai ba. Rồi vòng thứ tư là kết hàng. Tiếp tục quấn lên qua kim 3 vòng. Các bạn đếm 1 2 3 tại chân móc thứ 3. 1 nè, 2 3 tại chân móc thứ 3. Các bạn móc một mũi này. Quấn đó. Rồi, móc 2 mũi móc xích, quấn lên qua kim một vòng, đâm kim vô chân, vô cái dây thứ ba, cái dây ở giữa chứ, cái dây ở giữa. Rồi quấn kim, quấn lên qua kim hai vòng, đâm từ phải qua trái, lấy kim lên, rồi lấy lên qua chân móc và móc qua ba vòng, một hai ba. Rồi mình móc một vòng thứ 4 là hết mũi. Rồi các bạn cứ đi như vậy cho đến cái đỉnh này nha. Các bạn ngừng lại, các bạn xem mình hướng dẫn tiếp nha. Các bạn đi lên mà đi được hàng xích, hàng dấu ích lên tới đây rồi nè nha.
dây lộn, 3 mũi, 2 mũi móc xích. Rồi, các bạn đếm 1, 2, 3. Thì tiếp tục mình sẽ móc ngay tại giữa ô này luôn nha các bạn, chính giữa cái ô này luôn. Nè, còn 1, 2, 2 chân móc nè. Các bạn đâm kim qua trong cái giữa ô này luôn. 1, 2, 3. Quấn lên 3 vòng. Móc qua 1, 2, 3. Rồi. Cái này nó hơi lỏng, làm chặt tay một xí. 1, 2, 3. Rồi. Một vòng. Đâm cái dây chính giữa. Một vòng, hai vòng. Úi da, quên. Quên móc 32 mũi móc xích. Rồi. Tiếp tục 1, 2, 3. Các bạn đếm nè, qua cái dây bên đây. 1, 2, 3. Tại chân móc thứ 3, các bạn móc 1, 2, 3. Cái này nó hơi rộng. 1, 2, 3. Rồi. Móc 2 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc một mũi quấn lên vô, đâm tại cái dây chính giữa, quấn lên hai lần rồi sẽ đâm vô cái ô này nha các bạn. Cái này nè, đó, cái dây nó sẽ nằm chính giữa hai cái dây này nè, nó sẽ nằm chính giữa cái hàng này. Rồi tiếp tục 1, 2, 3. Bên đây các bạn đi tương tự như cái bên tay trái nè, đi tương tự bên dưới phía tay phải thôi nha các bạn nha. Rồi, tới cái mũi dấu ích cuối cùng nè, các bạn ý nha, mình sẽ đi cái mũi dấu ích cuối cùng và mình sẽ ráp hai cái miếng này lại với nhau. Rồi các bạn móc 2 3 1 2 3 tới đây. Rồi, 2 mũi móc xích. 1, 2, 3. Xa quá, nãy giờ để cao quá. Nè, cái này các bạn chú ý nha, lúc này mình sẽ ráp nè. 1 quấn. Rồi, các bạn móc cho mình 3 quấn. 3 qua 3 vòng. 1, 2, 3. Rồi. Mình sẽ không móc qua vòng phía thứ vòng thứ tư nha. Này các bạn đếm nè. 1 2 3 4 5 6. 6 nha. Thì tiếp tục các bạn sẽ quấn lên qua kim 3 vòng. Cái chỗ này là cái chỗ lý đếm lý đây là cái vòng thứ tư này nha, mình không móc qua vòng thứ tư. Các bạn cứ để kim đây thì trên đây nó có hai cái vòng quấn vô trong cái kim như thế này. Ở trong cái kim như thế này thì các bạn quấn cho mình 3 vòng. 3. Rồi các bạn sẽ đếm. Rồi khi mà mình đi được tính từ hàng chính giữa đây nha, thì được 1 2 3 4 5. Rồi cái hàng dấu ích thứ 6 nè. 1 2 3 quấn vô đây.
Rồi các bạn móc cho mình ba hai mũi móc xích, rồi một mũi quấn qua quấn len qua kim một vòng, đâm tại chính giữa. Các bạn chú ý khúc này nha, mình sẽ nối miếng bên phải qua miếng bên trái, rồi quấn len qua kim hai vòng, đâm qua chân móc ngược lại, lấy kim lên, một hai ba, rồi các bạn quấn kim, rút kim 3 vòng. Còn cái vòng thứ tư các bạn sẽ không rút, thường là mình sẽ rút ở đây là mình sẽ kết mũi luôn đúng không, nhưng mà mình không kết, mình để đây. Rồi các bạn sẽ đếm cho mình nè, mình sẽ còn 2 4 6 8 9 9 nha, 10 11 12 13. Rồi bên đây các bạn sẽ đếm 9 9. Rồi mình sẽ đếm nè, 1, mình lấy cái miếng bên đây nha, mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi các bạn sẽ cộng thêm 4 mũi nữa, 1, 2, 3, 4 tại đây. Thì các bạn sẽ lấy cái gì đó các bạn làm dấu. Chờ mình một xí. 9 với 4 là 13 ha các bạn. Rồi các bạn lấy dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thì tại cái chân móc thứ 13 này nha, mình sẽ đâm kim vô. Mình làm dấu để lát nữa mình móc cho dễ. Rồi các bạn quấn quấn lên, các bạn để hai cái vòng chỉ ở đây nha, không không rút lên qua, các bạn quấn quấn ba vòng, quấn lên ba vòng, các bạn sẽ đâm tại cái chân này, chân thứ 13 này, chân thứ 13 đúng rồi, lấy kim ra. Rồi các bạn móc bình thường một lần, một vòng, hai vòng, ba vòng. Rồi khi mình móc được 3 vòng rồi thì ở trên kim mình nó sẽ cũng có 3 cái vòng tròn. Các bạn kéo lên qua hết 3 cái vòng tròn này cho mình. Đó. Rồi tiếp tục các bạn móc cho mình 2 mũi móc xích. Rồi quấn lên qua kim một vòng. Đâm vô cái giữa ngay giữa này. Rồi, móc 1 2 2 quấn. Rồi các bạn sẽ đi ngược lại, đi ngược xuống dưới đây, các bạn móc 1, 2, 3 tại chân móc thứ 3 ngược lại nha. Ngược lại nè. Đó. Đâm kim lên. Móc lên qua, các bạn quấn lấy kim qua 3 vòng. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Rồi, vòng thứ 4 kết hàng. Đó thì mình đã nối được hai cái cúp này lại được với nhau nha các bạn. Rồi các bạn đi tương tự y chang như bên phía tay phải luôn nha các bạn nha. Cái cúp bên trái đi y chang như phía tay phải luôn. 1, 2, 3. Mình đếm 1, 2, 3 chân móc. Tại chân móc thứ 3 mình móc rút lên qua, đi qua 3 vòng. 1, 2, 3. Rồi vòng thứ 4 là kết mũi. Tiếp tục 2 mũi móc xích, quấn lên qua kim một vòng. Thì cách làm ở cái cúp ở bên phía tay trái nè, nó cũng bây giờ này mình đi nó y chang bên phía tay phải luôn nha các bạn nha. Đó nó như thế này rất là dễ nha các bạn nha. Rồi các bạn cứ làm đi, làm hết qua bên đây nha. Rồi mình đi đến khi còn ba cái mũi móc xích nè, các bạn móc cho mình tiếp 1 2 3, các bạn đâm tại cái chân mũi cuối cùng rồi móc lên 3 vòng. Đó. Rồi móc 2 mũi móc xích. Rồi quấn len qua kim một vòng, đâm tại cái dây chính giữa.
Rồi, tới đây. Các bạn quấn lên cho mình ba quấn vô trong cái kim. Đâm tại cái chân móc cuối cùng chỗ này. Lấy lên lên. Đi qua ba vòng nè, một vòng kim. 2 3 rồi 4 hết hàng. Đó. Mình được hai cái phần cúp ngực như thế này. Tiếp đến hàng thứ hai. Các bạn móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 5 hoặc 6 gì đó cũng được nha. 1 2 3 4 5 đi, 5 mũi móc xích. Mình quay lại. Tại cái chân móc này chính giữa đây nè. Quấn lên 3 vòng. Tại cái chân móc này. Các bạn đâm vô. Quấn lên. 1 2 này. Rồi. 1 2 3. Rồi, quấn kim qua. Rồi tiếp tục móc 2 mũi móc xích. Quấn lên qua kim một vòng. 1 2. Rồi các bạn đâm ngược lại tại cái chân móc đầu tiên nhưng mà mình móc lên 3 mũi 6 5 mũi móc xích đó nha. Đâm ngược lại nè. Đó. Móc lên một vòng nè. 2 vòng nè. 3 vòng nè. Đó. Rồi tiếp tục mình móc 1, 2, 3 vòng qua chân móc bên đây. 1, 2, 3, 4. Rồi 2 mũi móc xích. 3, 1 vòng kim. Đâm vô dây chính giữa. 1, 2. Rồi đâm. Mình sẽ đâm vô cái chân móc bên đây. Quay ngược lại nè. Rồi. 1 2 3 vòng. Vòng thứ tư kết mũi. Mình đã được hai cái mũi móc xích. Rồi các bạn làm tương tự cho đến tới đây nha. Tới đây các bạn ngừng lại. Mình các bạn xem hướng dẫn tiếp nha. 1 2 3 nè. Mình làm thêm một cái nữa cho các bạn thấy qua chân móc bên đây. Rồi móc 2 mũi móc xích. Móc 1 quấn mô lên. Móc 4 1 vòng lên. Đâm kim qua dây chính giữa. Quấn 2 vòng lên. Đâm lại. Đó. Mình được 3 cái dấu ích nha các bạn. Rồi ở tới đây thì ở đây nè, mình còn hai cái dấu ích đúng không? Thì các bạn đi cho mình một cái dấu ích ở chỗ này thôi, bên đây mình không đi nha. Mình đi tới đây là mình sẽ ráp với cái cúp ngực bên phía bên tay trái. 1 2 3. Rồi đâm kim vô đây. Rồi, ở đây mình sẽ ráp nó giống như cái phần ở dưới nè. Các bạn quấn qua một vòng kim. Rồi đâm ở chính giữa nè. Quấn qua 2 vòng kim. Rồi đâm ngược vào đây. Các bạn quất móc qua 1 vòng nè. 2 vòng nè. Đấy chưa quên. Móc 2 mũi móc xích. Nãy mình quên móc 2 mũi móc xích. Rồi, móc 1 mũi nè, quấn nè. Rồi móc lấy kim qua 3 vòng, 1 nè. 2 nè. 3 nè. Rồi thứ
hàng thứ 4 này, còn hai cái mũi này các bạn để đó nha. Rồi bắt đầu qua bên cái cúp bên đây. Các bạn quấn còn hai dây này, để hai cái vòng tròn này vô kim để đây nha. Quấn 3 vòng lên. Rồi. Cái dấu ít này, cái dấu ít đầu tiên đây, mình không đi. Đi qua cái hàng dấu ít tiếp theo. Thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vô đây. Đâm kim tại đây. Móc 1. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng thì mình sẽ được 3 cái mũi này. 3 cái vòng tròn trên kim, và mình sẽ rút lên kéo qua 3 vòng tròn này. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ móc 2 mũi. 2 mũi móc xích. Rồi. Làm như cũ. Đâm vô che chính giữa, móc 2 vòng vòng lên. Mình sẽ đâm xuống đây. Các bạn thấy không? Mình sẽ đâm vô cái chân móc này nè. Một, hai, ba. Lộn, một. Quấn vô đây, một đâm vô đây. Một, hai, vòng lên. Đâm kim xuống đây. Đó, mình đã nối được lại nè. Thì chỗ này nó có cái lỗ nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn móc bình thường. 1, 2, 3, 3 vòng kim sẽ đâm tại chỗ này. 1, 2, 3, 4. Rồi, 1, 2. Đó, các bạn cứ móc tiếp tục cho đến khi hết qua cái cúp ngực bên đây luôn nha. Tới cái mũi ít cuối cùng nè các bạn, tới cái mũi ít cuối cùng nha. 1 2 3. Nè các bạn đâm tại cái chân móc này nè. Rồi móc 2 mũi móc xích. Rồi quay lại đâm bên kia đây. 1 nè. Móc vô dây chính giữa nè. 2 quấn nè. 2 quấn lên đôi kim nè. Quay lại đây đâm tại đây. Rồi móc 3 quấn. Móc đâm xuống chỗ này. 1 mũi móc lên lên. Rồi đi lên 3 vòng. Rồi kết thúc hàng. Thì mình được như thế này. Rồi tiếp tục. Các bạn móc lên 1 mũi móc xích. Và các bạn đi cho mình một cái hàng mũi móc đơn. Ở đây trong cái dây này các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4. Qua. Rồi chính giữa đây các bạn móc cho mình 1 mũi móc đơn. Tiếp tục móc 4 mũi móc đơn vào cái dây tiếp theo. Rồi, mình sẽ móc tiếp vô đây. Vô đây nha, 1 mũi móc đơn. Rồi, ở trong những cái dây móc, cái mũi móc kép này, cái thân mũi móc kép á, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn.
ở giữa cái thân. 1 2. Rồi ở giữa đây các bạn móc đâm vô đây nè, một mũi móc đơn. Tiếp tục hai mũi móc đơn vô trong cái thân, mũi móc kép. Rồi một mũi móc đơn vô đây. Rồi khi mà các bạn móc được tới cái chân mũi cuối cùng này rồi thì mình sẽ được 53 mũi. Thì mình phải móc cái số mũi bên cái cúp này á là phải. Rồi khi các bạn móc hết tới đây đúng không? Từ từ để mình giấu cái sợi len thừa này vô trong luôn. Rồi các bạn lấy cái cúp bên tay trái nè, rồi mình sẽ đâm tại cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Rồi trong cái thân dây này các bạn móc cho mình hai mũi móc xích, hai mũi móc móc đơn, nó giống y như cái bên cúp bên phía bên tay phải này luôn nha. Rồi tiếp tục nè. Rồi móc đây hai mũi móc đơn. Rồi các bạn móc cho đến hết hàng luôn nha, hết hàng bên cúp bên tay trái nè.